giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang bất ngờ khẳng định chỉ có Hoài Linh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mới đủ đẳng cấp nói về hài. Vừa qua, tại chương trình Drama Report, Trường Giang đã chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống và quan điểm nghệ thuật của mình. Trong phim 30 chưa phải là Tết, tôi đóng một vai khác hẳn mình. Có thể nói nhân vật này rất mất dạy. Tôi đóng được vai đó vì bên cạnh tôi có nhiều người sống không đàng hoàng. Người đàng hoàng chỉ chơi với những người đàng hoàng, còn người không đàng hoàng chơi với người không đàng hoàng. Nhưng cũng có những người đàng hoàng chơi với người không đàng hoàng vì họ không biết kẻ đó là không đàng hoàng. Có những người không đàng hoàng sống dưới vỏ bọc đàng hoàng. Mất dạy mà ở ngoài miệng theo kiểu đi ra ngoài đi, biến đi thì rất là bình thường. Còn mất dạy từ trong suy nghĩ như kiểu làm cách nào cho người này chết đi mới đáng sợ. Suy nghĩ tạo ra hành động, suy nghĩ mất dạy sẽ tạo ra hành động mất dạy. Còn hành động mất dạy mà chỉ ở bên ngoài chứ không có gì xấu xa bên trong thì vẫn được. Phải là một thằng mất dạy khiến tôi rất mệt mỏi. Nhưng tôi là diễn viên, phải biết hóa thân vào mọi loại vai. Thời gian phim 30 chưa phải là Tết gặp khó khăn, chưa được ra rạp. Nếu nói tôi không buồn, không nghĩ là không đúng. Đây là sản phẩm của cả một ekip cả trăm con người, từ kịch bản đến đạo diễn, diễn viên. Chúng tôi cố gắng tất cả mọi thứ để có thể ở tất cả các khâu. Bởi vậy, khi có tin không được ra rạp, tôi buồn và lo lắng nhiều. Tôi không lo vì tiền bạc rồi buồn về nó. Thứ nhất, Quang Huy rất nhiều tiền nên tôi không lo. Thứ hai, tôi làm được bao nhiêu tiền cũng không hề biết và không cần biết. Tôi chỉ quan tâm sản phẩm mình ra được khán giả yêu thương hay không. Nhiều người nghĩ tôi xạo, nhưng đúng là tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi chỉ biết đi diễn và khi bước lên sân khấu được khán giả vỗ tay yêu thương. Còn về tiền bạc, tôi về bán cơm cũng đủ kiếm tiền rồi. Ngày tôi kiếm được 2-3 triệu cũng đủ xài. Hay như Mạc Văn Khoa bán bún đậu tháng kiếm 700 triệu cũng xài được. Việc phải dời lịch chiếu phim vì những vấn đề xung quanh ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Ảnh hưởng nhiều nhất là đến live show Trường Giang bên Mỹ. Tôi đã ký hợp đồng khi làm live show đó, nhưng phải xin mọi người lùi lại vì mưa bão. Một mình tôi phải chống chọi tất cả, cực lắm. Người ta hay nói hài nhảm, nhưng đến khi hỏi thế nào là hài nhảm thì không ai trả lời được. Có thể người ta sẽ nói hài nhảm là không có gì để coi, không có gì để mắc cười. Nhưng có những người đi coi chỉ cần bộ phim có nội dung, câu chuyện và sự giải trí trong đó, thế là đủ. Đó gọi là hài hước. Hài không có nghĩa là cứ phải chau mày chau mặt gây cười để giải thích hài là gì, thì Trường Giang này cũng không có cửa để nói. Đó là phải những bậc tiền bối ở trên. Phải là Hoài Linh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mới đủ đẳng cấp nói về hài, chứ tôi không có cửa để nói. Tôi chỉ biết hài thì mắc cười, ai thương thì coi, ai không thương thì thôi, cũng đừng chửi. Phim Tết ngày càng đòi hỏi cao hơn, không chỉ vui cười mà còn phải có những câu chuyện đầy cảm xúc, trên tinh thần hài hước có thể. Nói gì thì nói, đằng sau sự hài hước vẫn là những câu chuyện, có như vậy thì mọi người mới đón nhận. Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi, thời gian mỗi người còn trên đời này ngắn lắm, nên chúng ta hãy dành thời gian yêu thương nhau, mọi thứ rồi sẽ qua hết, hãy dành thời gian yêu thương nhau. Trong cuộc sống, tôi có vài người bạn thân bên ngoài showbiz, tôi coi đó là anh em luôn. Họ luôn gọi tôi khi thấy tôi gặp trục trặc gì đó, gọi chỉ để rủ đi ăn và tới gặp tôi thôi. Họ không quan tâm tôi là nghệ sĩ, được nhiều người yêu mến. Họ chỉ quan tâm bạn mình đang vui hay đang buồn thôi. Tình bạn như thế là đủ bền lâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.